tại thì Châu đang có mặt tại buổi chụp poster để quảng bá cho tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week. Và một điều đặc biệt, đây là lần đầu tiên mà Châu tham gia vào một cái buổi chụp poster chương trình thời trang rất là lớn và có thể nói là uy tín hàng đầu Việt Nam. Cảm giác bây giờ cũng hơi hồi hộp nhưng mà cũng rất là hào hứng để mà thực hiện cái buổi chụp này. Concept của buổi chụp hình lấy lý tưởng từ cái chủ đề của Việt Nam International Fashion Week 2016, đó là Future Now. Ekip chọn theo phong cách tương lai với một màu vàng gold, và cái background của mình là background màu đen. Đó cũng là hai màu chủ đạo của poster Việt Nam International Fashion Week Thu Đông 2016 ở Hà Nội. Hôm nay thì trông Châu rất là lạ, trừ cái mắt rồi tới tóc. Để đăng thêm phần ấn tượng và đặc sắc ra poster, phần make up của Ngọc Châu được ekip phủ lên một lớp nhũ vàng gold, búi tóc cao trên đầu, mang đến cho Ngọc Châu trẻ trung, năng động, sắc cạnh nhiều hơn. Phần trang phục sử dụng cho poster thì đây là một thiết kế của nhà thiết kế Lý Giám Tiệp, được thực hiện rất là tinh tế và kỳ công, đòi hỏi yếu tố khéo léo rất nhiều, kỹ thuật đan lát bằng tay. Sắp tới đây Châu sẽ là người mở màn cho tuần lễ thời trang lần này. Mình cảm thấy hơi run run và mong chờ tới cái ngày đó có thể được tự tin tại bước trên sàn Thái Quốc. Hy vọng rằng các bạn sẽ theo dõi cũng như là ủng hộ cho Châu và các bạn người mẫu. Ban tổ chức chương trình tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week Thu Đông tại Hà Nội vào tháng 11 tới đây. Hẹn gặp lại các bạn.